nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sách Sáng Thế, chương 37, từ câu 1 đến câu 11. Ông Gia-cóp sống trong đất mà cha của ông đã trú ngụ, là đất Ca-na-an. Phần 4. Sự tích ông Giu-se. Ông Giu-se và các anh. Sau đây là gia đình ông Gia-cóp. Giu-se được 17 tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ, cậu đi với các con trai bà Bin-ha và các con trai bà Zin-pha, là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về họ. Ông Israel yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu, và không thể nói năng tử tế với cậu. Giu-se chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm. Cậu nói với họ, xin nghe em kể giấc chiêm bao của em. Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em. Các anh bảo cậu, mày muốn làm vua làm chúa thống trị chúng tao sao? Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu. Một lần khác, cậu lại chiêm bao và kể cho các anh. Cậu nói, em lại chiêm bao, em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang sụp xuống lạy em. Cậu kể lại cho cha và các anh, nhưng cha cậu mắng cậu và nói, giấc chiêm bao mày đã thấy là gì? Tao, mẹ mày và các anh mày lại phải đến sụp xuống lạy mày sao? Các anh ghen với cậu, còn cha cậu thì ghi nhớ điều ấy. Ông Giu-se bị các anh bán. Sách Sáng Thế, chương 37, từ câu 12 đến câu 36. Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. Ông Israel bảo Giu-se, các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh. Cậu thưa, dạ, con đây. Ông bảo cậu, con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha. Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn và cậu đến Si-khem. Có người gặp thấy cậu đi lang thang ngoài đồng. Người đó hỏi cậu rằng, anh tìm gì đấy? Cậu đáp, tôi đang tìm các anh tôi. Xin làm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăn ở đâu. Người đó nói, họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi có nghe họ nói, chúng ta đi Đô-than nào. Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau, thằng tướng chiêm bao đang đến kia, bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó rồi. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu. Nghe thấy thế, Ruben tìm cách cứu em khỏi tay họ. Cậu nói, ta đừng đụng tới mạng sống nó. Ruben bảo họ, đừng đổ máu, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.
Vậy khi Giuse đến chỗ các anh, thì họ lột áo trùng của cậu, chiếc áo trùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng. Giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Giu-đa nói với các anh: "Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta." Các anh em nghe cậu. Những người lái buôn người Madian đi qua đó, kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Khi Ruben trở lại giếng, thì thấy Giuse không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra, cậu đến nói với các em: "Thằng bé không còn nữa, còn tôi biết đi đâu bây giờ." Họ lấy áo trùng của Giuse, giết một con dê đực, rồi nhúng áo trùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo trùng dài tay về cho cha họ và nói: "Chúng con đã thấy cái này, xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không." Ông nhận ra cái áo và kêu lên: "Áo trùng của con tôi đây, thú dữ đã ăn thịt nó, Giuse đã bị xé xác rồi." Ông Jacob xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giuse lâu ngày. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi. Ông nói: "Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và cha cậu khóc thương cậu. Người Madian đem bán cậu tại Ai Cập cho ông Potipha, là thái giám của Pharaoh và là chỉ huy thị vệ.